cô giáo chú rể được thành công tốt đẹp và rực rỡ. Trân trọng kính mời tất cả toàn thể quý vị. Dạ vâng, xin kính chào cô dâu hiền xinh đẹp, chú rể Thảo tài ba, kính chào quan viên hai họ gần xa và đặc biệt là quan viên gia đình họ nhà trai đã cùng hội tụ đông đủ về đây tại bản cẩm xã Thô Mòn, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La để tham dự lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của chú rể Huy Cường và cô dâu Hồng Son. Lời nói đầu tiên cho phép Kim Dung và Tuấn Minh thay mặt cho ekip thực hiện chương trình đỡ lời cho cô dâu chú rể, đại diện cho gia đình hai bên xin được gửi tới toàn thể quý vị quan khách lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và một lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, gặp được nhau giữa biển người bao la đó là duyên, nắm tay nhau nguyện kết đôi chồng vợ đó là nợ, nhưng để sánh bước cùng nhau tới trọn đời trọn kiếp đó còn là tình. Và hai nhân vật chính, những người đã cho tất cả chúng ta để có lý do có mặt ngày hôm nay, họ đã trải qua những thăng trầm của cuộc sống, vất vả, khó khăn, hạnh phúc, vui buồn, họ có nhau chỉ để chứng minh một điều thôi, họ sinh ra là để dành cho nhau. Và chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng hướng trọn ánh nhìn của mình về phía cánh cổng hôn trường cưới, và chúng ta sẽ cùng chào đón hai nhân vật chính của chúng ta bằng những lời ca tiếng hát của chú rể và cô dâu. Trân trọng kính mời. Hoa đơn ở một ngày không bằng một phút đợi chờ của tình yêu, phải không quý vị? Với những lời ca tiếng hát vừa rồi ngọt ngào của hai bạn đã đưa hai bạn trở về với sân khấu hạnh phúc, và toàn thể quý vị chúng ta sẽ dành cho hai bạn những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt hơn nữa đi ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, và hiện diện trên sân khấu lúc này đây chính là cặp đôi trai tài gái sắc, chú rể Huy Cường, cô dâu Hồng Son. Và để thay cho tấm chân tình gửi tới toàn thể quý vị, xin mời cô dâu chú rể sẽ cúi đầu một cái thật sâu để gửi lời chào cũng như lời cảm ơn tới toàn thể quý vị quan khách. Xin trân trọng kính mời. Xin mời những tràng vỗ tay từ quý vị nữa đi ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, dựng vợ gả chồng là trách nhiệm, là bổn phận và cũng là niềm vui là vinh dự của những người làm cha làm mẹ. Và trong sự trọng đại này không thể thiếu được những người làm mẹ làm cha nữa không ạ. Cho ban tổ chức chân thành trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu về phía gia đình nhà trai có ông Lò Văn Diêm và bà Lò Thị Xí, là tân tinh phụng mẫu của chú rể Huy Cường, sẽ di chuyển lên sân khấu tình yêu để đứng cạnh người con trai yêu quý của mình. Trân trọng kính mời. Về phía gia đình nhà gái có ông Lường Văn Vinh và bà Quảng Thị Ngoài, là thân sinh phụ mẫu của cô dâu Hồng Son, cũng sẽ bước lên sân khấu tình yêu và đứng cạnh người con gái xinh đẹp của mình. Xin trân trọng kính mời. Thông ra, trân trọng kính mời hai ông và hai bà sẽ bước lên phía trước để bắt tay nhau ạ. Xin mời. Xin được kính chúc gia đình thông gia vạn đại, mãi mãi về sau, đời đời bền chặt, đời đời bền vững. Còn về phía quý vị, chúng ta cùng cho những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chứng giám với nào quý vị. Dạ vâng, kính thưa quý vị, như vậy là những nhân vật quan trọng nhất trong buổi trưa ngày hôm nay đã có mặt trên sân khấu tình yêu rồi. Một lần nữa cho ban tổ chức xin được nồng nhiệt chào mừng, chào đón toàn thể quý vị quan khách đã cùng bớt chút thời gian riêng tư, thời gian vàng ngọc của mình và đã cùng hội tụ đông đủ về đây tại bản cẩm xã Thô Mòn, huyện Thuận Châu để tham dự lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc.
cho chú rể Huy Cường và cô dâu Hồng Son. Sự hiện diện cao quý của toàn thể quý vị chính là món quà vô cùng hạnh phúc, món quà vô cùng ý nghĩa dành cho cô dâu chú rể. Và trong quá trình tổ chức cũng như là tiếp đón chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót, mong rằng quý vị sẽ thông cảm và bỏ qua cho gia đình cũng như là ban tổ chức ạ. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đúng là cây sâm cành cũng về một cội, nước ngàn sông cũng hội một dòng, dấu ai lãnh đục tìm trong, anh đã yêu em xin nguyện ngàn năm chẳng rời, để rồi sự thật đây rồi hai bạn ơi, hai bạn bên nhau suốt cuộc đời, hội hôn chúng tôi rất phấn khởi, chúc cho hai bạn sống vui tươi, và đã yêu nhau là phải đắm phải say, yêu nhau là phải lờ đất long trời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Do vậy anh nắm lấy tay nhưng anh không nắm mà ôm ngay cái đầu, hai bạn tình cảm âu sầu để cho năm tháng dãi dầu bên nhau. Mà giờ đây anh trước em sau, để cho hội ngộ xe duyên trọn đời. Quý vị quan khách đã được long trọng kính mời về đây là để chúc mừng cho hai bạn trọn đời ái ân. Dạ vâng, kính thưa quý vị, hôm nay được xem là ngày thật đẹp, tháng thật lành, ngày 31 tháng 12 năm 2023, tức ngày 19 tháng 11 năm Quý Mão. Được sự cho phép của cơ quan chính quyền địa phương, sự đồng tình của hai bên gia đình, sự nhất trí của đôi bạn trẻ, và đặc biệt là có sự hiện diện chứng kiến của toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay, anh Tuấn Minh ơi, sẽ không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Ngay sau đây, ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của đôi bạn trẻ Huy Cường, Hồng Son. Hồng Son, Huy Cường chính thức được bắt đầu. Chúc luôn cuộc sống ấm nồng mai sau, chúc cho hai bạn sang giàu, công thành danh toại, đẹp lòng mẹ cha. Và tiếp nối chương trình, trân trọng kính mời cô dâu chú rể, hai bạn sẽ cùng tiến về phía trước của mình hai bước để trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng, đó chính là chiếc nhẫn cưới tình yêu. Trân trọng. Tình yêu để cùng thưởng thức, để cùng chứng kiến phần quà được trao bởi gia đình cậu Hội Vui, gia đình cậu Thiện Hiển. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình anh chị Toàn Phong, gia đình anh chị Thành Bạn, gia đình anh chị Thảo Hương, gia đình anh chị Hoa Mạnh, gia đình anh chị Diện Hoàng. Và cũng xin được cảm ơn gia đình chú Tín Đoàn Phương, gia đình ông bà Hà Châu, gia đình cậu Hội Vui, gia đình cậu Hiệp Hiển, và cảm ơn những phần quà hết sức tuyệt vời của bố mẹ cô dâu. Đó là những phần quà đã được trao cho cô dâu chú rể trước khi tổ chức lễ ra mắt ngày hôm nay. Một lần nữa chúng con xin được thay lời cảm ơn cho cô dâu chú rể, gửi tới toàn thể quý vị sức khỏe, hạnh phúc, và toàn thể quý vị chúng ta bước sang năm 2024 sẽ tấn lộc tấn tài,
Tiền vào là sồng sộc mà tiền ra thật là từ từ. Sức khỏe là có dư, công danh là tới tới, hạnh phúc là thăng hoa. Chúc tất cả mọi nhà chúng ta năm 2024 sẽ là một năm đại thắng nha quý vị nhá. Và ngay sau đây, xin trân trọng kính mời cô dâu chú rể sẽ tiến về bàn tiệc rượu để thực hiện nghi lễ khui rượu sâm panh.